Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập về si cộng cộng trong danh sách 1000 bài tập si. Thì bài tập đấy yêu cầu tính tổng này, tổng L 1/2 cộng 3/4 cộng 5/6 cộng chấm 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 cộng đến 2L cộng 1 chia cho 2L cộng 2. Rồi xong, mình sẽ mở code lên này. Mình đã code sẵn rồi. Đây là hàm tính, đây là vào khai đầu vào là khai báo hai thư viện này, xong rồi là viết hàm tính toán. Hàm tính toán này viết theo kiểu đệ quy ấy. Nếu như mà các bạn đã xem từ video 1 của mình đến video này thì chắc chắn là các bạn đã hiểu tính đệ quy của gì thôi. Thì tính nếu như mà giá trị khác không này sẽ trả về 2L cộng 1 chia cho 2L cộng 2 cộng với hàm tính toán của thằng L trừ 1 là sẽ là tính cái thằng L trừ 1 giảm dần ấy. Tính thằng L giảm một đơn vị ấy, xong cứ thế cho đến khi nào nó bằng 0 thì return 1.5, return 0.5. Các video trước thì nó sẽ return 0 nhưng video này sẽ return là 0.5. Bởi vì tại sao? Các bạn để ý nhá, khi L bằng 0 này, 2L 0 có phải là sẽ trả về 1/2 không? Mà 1/2 là cái ở đầu này, mà nếu mình trả về 0 thì nó sẽ không cộng thêm cái giá trị này nữa, nên là kết quả sẽ sai, nên là mình phải return về 0.5. Bây giờ còn hàm tính toán đến hàm main thì sao? Hàm main thì đầu vào khai báo một số L này, rồi yêu cầu người dùng nhập vào số L nhé, và hiển thị ra kết quả tổng S là bao nhiêu. Bây giờ bấm run này, mình chạy thử các bạn xem nhé. Mình sẽ nhập vào một số đơn giản thôi, ví dụ như là số 2 đi, enter 2 này, 2 để mình tính rồi, 2 là 2 nhân 2 là 4, 4 cộng 1 là 5, nó sẽ tính 3 số đầu này. Kết quả, kết quả chuẩn luôn, kết quả đúng rồi đấy. Thì dựa vào đây các, thì dựa vào đây các bạn có thể thay tính nhiều số khác, nhiều số L lớn hơn. Ví dụ mình tính vào 100 đi, nó ra 98 thì có nhiều rồi. Giờ bấm máy tính mà số 100 kiểu gì cũng ngoài tay. Chúc các bạn học được chính vui vẻ.